mi, cái màu trắng lăn dài đó con. Ở thằng nào có gì bây giờ? Dạ, chúng ta để trên bàn ha, để trên bàn lăn còn được ha. Chúng ta để trên bàn ha. Lăn dưa. Này mi. Làm dài dài ra mi. Rồi nhìn lên tivi rồi, nhìn lên tivi rồi. Cả nhà ơi, nếu có bạn nhìn không có rõ thì có thể nhìn trên tivi đó, trên tivi cũng giống nhau luôn á. Chắc là làm sáu gì. Dạ, chúng ta to cái độ dài nó bằng miếng trắng đây ha, cái độ dài nha. Làm sao cho nó độ dài bằng miếng này thôi. Quá rồi. Cái này là bớt lại. Rồi xong rồi, thế là cái này là cái phần này là 70% là chứa, 30% còn lại là cái đao. Bỏ xuống đây nè con, bỏ xuống đây nè. Để con nhìn cô đó, cô làm đó. Con đứng lên, con ngồi không được, con đứng lên. Chụp hay quay? Quay xíu rồi chụp cũng được. Và con lấy cái nè mi đó, hai cái này bằng nhau vậy nè mi. Nè mi cầm cái này lên đo hai cái giống mẹ nè. Để rồi ra con, sao mi có 4 phần vậy? Nè. Rồi tiếp theo thì chúng ta ở nhà mình sẽ lấy cái phần bột nha, cái phần bột. À, cái phần bột này thì chúng ta sẽ để lên cái lòng bàn tay mình như thế này, mình ép ra ha, ép ra cho cái hình tròn. Rồi ăn chắc cái làm đôi đã. Hiểu không? Ăn chắc làm đôi, sao không có ép cho cái hình tròn nữa. Đúng rồi mi, làm gì đúng rồi đó con. Cái nhân bự quá kìa. Nhân cắt ra 6 cục thôi, bự quá bỏ đâu cũng được cô. Ở
tại vì cô làm đủ quá cái nhét vô cái khuôn nó cũng không vừa, cô phải cắt làm 6 phần nhét cái khuôn này nó mới vừa người ta tính. 6 phần đâu, hình như cô đó là 2 phần cô làm ra.